Xin chào các bác đã quay trở lại với video cập nhật những mẫu xe mới về, cập nhật những mức giá mới vô cùng hấp dẫn dành cho các bác ạ. Vâng, và em là Mr. Thái Thắng của Trung Thường Auto. Trung Thường Auto, đơn vị chuyên kinh doanh những dòng xe gầm cao đã qua sử dụng, là một địa chỉ đáng tin cậy và được rất nhiều quý khách hàng tin tưởng lựa chọn. Đúng không ạ? Vâng. Và chủ đề ngày hôm nay sẽ là những chiếc Toyota Fortuner ạ. Những mẫu xe mới về, những mức giá mới được cập nhật ạ. Và xin được chia sẻ với các bác một chút thì cái ngành xe đã qua sử dụng của em nó cũng giống như kiểu là mua bán vàng đấy ạ. Mua bán vàng đúng không? Nó có giá mua vào và giá bán ra đúng không ạ? Các bác có thấy trên ví dụ các cái sàn vàng họ có cái bảng led đỏ đỏ đúng không ạ? Giá mua vào, giá bán ra. Thì ngành xe cũng như vậy. Và đây là một cái thời điểm, nó giống như kiểu thời điểm vàng hạ giá, thì chúng ta mua vào là chúng ta có lợi chẳng hạn vậy, để chờ khi lên giá chúng ta bán ra. Còn bây giờ bác nào mà bán ra thì lại là không có lợi nha. Về xe ô tô, bác nào bán đi chiếc ô tô của mình thời điểm này là không có lợi, bác nào mua vào ở thời điểm này là có lợi. Vâng, nói thế để các bác biết rằng là đây đang là cái vùng giá thấp, cái vùng giá thấp của xe đã qua sử dụng nói chung. Rồi, vâng, và em xin được cập nhật những mẫu xe mới, những mức giá mới vô cùng hấp dẫn dành cho các bác. Đây là một chiếc Fortuner 2.4 máy dầu một cầu số tự động. Đây, em có thể lia máy để các bác nhìn này. Đây hoàn toàn là Fortuner các bác nhá. Đằng sau cũng Fortuner. Em sẽ giới thiệu nhanh cho các bác một dàn xe Fortuner. Đằng sau vẫn còn nhá. Đó, ok. Rồi. Fortuner 2.4 máy dầu một cầu số tự động, form dáng mới nhất bây giờ, mặt ca lăng lượn sóng ạ. Mặt ca lăng mới 2020 ạ. 2020 form mới nhất. Chiếc xe được một chủ sử dụng giữ gìn từ mới ạ. Một chủ. Số km nguyên bản theo xe là 4,2 vạn km nguyên bản trong vòng 25. Các bạn hãy nhớ từ khóa giúp em là nguyên bản các bác nhá. 25 4,2 km 4,2 vạn là số km đi rất ít. Với một chiếc số tự động máy dầu mỗi năm chỉ có 2,1 vạn km thôi, rất ít ạ. Rồi, chiếc xe có nội thất có ngoại thất màu lâu. Cái ngoại thất này rất hay ở cái là trong điều kiện ánh sáng yếu thì nó sẽ chìm xuống màu đen. Trong điều kiện ánh sáng mạnh thì nó sẽ là tăng lên là màu lâu các bác nhá. Đó. Màu rất hay và mức giá mới của em nó là 9XX ạ. Chiếc xe đã được trang bị cốp điện trị giá khoảng 10 triệu đồng, phim cách nhiệt nữa và một số món đồ chơi trên xe. Và Trung Thường Auto đã cân nhắc kỹ lưỡng thị trường khi đưa ra cái mức mong muốn là 9XX ạ. 9XX. Rồi. Chúng ta đến với chiếc Fortuner 2.8 ạ. 2.8 phiên bản cao cấp nhất của những năm 2018 ạ. Chiếc xe này sản xuất và đăng ký 2018. Một chủ sử dụng giữ gìn từ mới ạ. Chủ nhân là một đại gia ở Hà Nội, biển Hà Nội đấy ạ. Một chủ nhân giữ gìn từ mới. Chiếc xe có số km nguyên bản theo xe các bác nhá. Nguyên bản là 4,8 vạn km trong vòng 4 năm. Tức là 1 năm có 1,2 vạn km. Đặc biệt, đây là số km đi rất ít, rất rất ít. Đặc biệt là với một chiếc máy dầu 2 cầu ạ. Dầu 2 cầu. Thường là các bác sắm về là để chinh phục những cung đường khó để đi những miền đất xa xôi, đúng không ạ? Những cung đường khó. Nhưng bác chủ có thể là 25 vừa rồi dịch giã lên là coi như là ảnh hưởng đến cái việc di chuyển của bác ấy chẳng hạn, việc công tác. Nên là đi rất ít, 4,8 vạn km nguyên bản các bác nhá. Các bạn nhớ giúp em nguyên bản. Và bộ phim cách nhiệt trị giá 22 triệu là một bộ phim rất xịn đã được trang bị trên chiếc xe này, đúng không ạ? Cái mức giá Trung Thường Auto cân nhắc kỹ lưỡng đưa ra ở cái thời điểm mà vùng trũng này chỉ có 9XX thôi. 9XX thôi. Vâng, tiếp tục em mời các bác đến với chiếc Fortuner 2.4. Đây là chiếc số sàn ạ. Số sàn máy dầu một cầu. Số sàn máy dầu một cầu, sản xuất và đăng ký năm 2019. Cũng là một số km nguyên bản theo xe các bác nhá. Nguyên bản ạ. Rồi, 6,2 vạn km trong vòng 3 năm, 2019 đến giờ. 3 năm, 6,2 vạn km, tức là mỗi năm có 2,
2 vạn km hơn một tí rồi. Thì là cũng là một số đi, số km đi rất ít, đặc biệt với một chiếc máy dầu số sàn. Đấy, thường số sàn các bác sắm về là để kinh doanh vận tải, để kinh doanh vận tải này, hoặc là để công vụ công ty này. Đấy, để chở đưa đón cán bộ, rồi nói chung là thường chứ không phải đi cá nhân, thường không phải, thường thôi nha các bác nhé, thường không phải đi cá nhân, hoặc đi cá nhân thì cũng phải là đi khá nhiều đấy, nhưng đây chỉ có 6,2 vạn km nguyên bản, và các bác hãy nhớ giúp em là nguyên bản đó. Nguyên bản các bác nhá, chứ còn để làm đẹp lòng các bác, đẹp mắt các bác đúng không, thì chiếc xe này thường thì sẽ tua về đúng không ạ, thường sẽ tua về số km khoảng 35 thì khoảng hơn 3 vạn km cho các bác nghe có vẻ thấy thích, nhưng đây là số km nguyên bản các bác nhá. Nguyên bản xe đã được trang bị đèn bi xê lông này đúng không ạ, phim cách nhiệt này, ghế lỉ trên xe thì đã được bọc da bằng một bộ ghế da lâu rất đẹp, và Trung Tư Auto đã cân nhắc kỹ lưỡng thị trường trước khi đưa ra cái mức mong muốn là 8XX cho chiếc xe này. 8XX chúng ta đã có một chiếc Fortuner mà trước đây không bao giờ chúng ta có thể sở hữu được với cái mức giá như vậy các bác nha. Đấy. Và để các bác có thể thấy, đây em giới thiệu chiếc này nữa, Fortuner Legender 2.4 máy dầu một cầu số tự động. Legender thì nó sẽ còn phiên bản 2.8 nữa, 2.8 hai cầu nữa. Đây là phiên bản một cầu rất đẹp, đây là một trong những chiếc xe mà gọi là dành cho người giàu ạ, bởi vì Legender là phiên bản cao cấp nhất của Fortuner, nó rất đẹp, nó khác hẳn với những chiếc Legender khác, phiên bản nhà giàu. Rồi, chiếc xe mới lăn bánh được có vài tháng thôi, sản xuất và đăng ký năm 2022 các bác nhá, mới 2022 thôi. Một chủ sử dụng giữ gìn từ mới ạ, một chủ nhân. Số km nguyên bản theo xe là 1,1 vạn km nguyên bản. Nguyên bản các bác nhá, 1,1 là số km đi rất ít đó. Ok, xe đã được trang bị cam hành trình này, phim cách nhiệt này, đúng không ạ? Và Trung Tư Auto cũng đã cân nhắc kỹ lưỡng. Đấy. Các bác có thể tham khảo thêm toàn bộ trên thị trường xem là cái mức giá này nó như thế nào so với xe mới trong hãng, so với những chiếc xe mà đã qua sử dụng siêu lướt như thế này, thì mức giá của Trung Tư Auto là vô cùng hấp dẫn các bác nhá. Bởi vì bên em có lực lượng mua và bán ra vô cùng mạnh, nên là đều có những cái mức giá rất tốt cho các bác, đúng không ạ? 1, 2XX ạ. Và để có được những chiếc xe đẹp như này, toàn là một chủ sử dụng giữ gìn từ mới, toàn là số km nguyên bản theo xe, thì Trung Tư Auto phải có được 3 yếu tố. Thứ nhất đó là quan điểm nhất quán từ ban lãnh đạo công ty, chỉ kinh doanh những chiếc xe chuẩn về chất lượng, đúng không ạ? Chuẩn về pháp lý, đúng không ạ? Cái đấy nó là đạo đức nghề nghiệp, đúng không ạ? Làm sao để luôn luôn xứng đáng với slogan của công ty, nói trung thực, làm trung thực ạ. Nói trung thực, làm trung thực. Vâng. Và điều thứ hai, sau cái quan điểm nhất quán, đúng không ạ, từ công ty, thì điều thứ hai đó là phải có một hệ thống quy trình kiểm định chất lượng đầu vào vô cùng nghiêm ngặt. Và đây là một ví dụ thôi các bác nhá, đây chỉ là cái mô tả sơ bộ thôi, chứ còn cái hệ thống quy trình của nó kỹ lắm. Đây là mô tả sơ bộ thôi. Rồi, kiểm tra toàn diện 176 hạng mục, đúng không ạ? Chúng ta sẽ kiểm tra khoang động cơ 11 điểm, kiểm tra đâm đụng 22 điểm, kiểm tra dưới gầm 25 điểm, kiểm tra chức năng hệ thống 72 điểm, vân vân, lái thử xe 27 điểm, đó, vân vân. Và sẽ là 176 điểm về kỹ thuật. Và cái hệ thống quy trình kiểm định chất lượng đầu vào này thì được kiểm định bởi đội ngũ kỹ thuật trình độ cao, có kinh nghiệm nhiều năm trong ngành để đảm nhận cái vai trò này các bác nhá. Đó. Và vô cùng tự tin về những chiếc xe của Trung Tư Auto. Trung Tư Auto luôn luôn khuyến khích các bác qua xem xe và lái thử trực tiếp tại showroom của công ty. Đúng không ạ? Rồi. Chiếc tiếp theo các bác nhá. Chiếc gì đây? Fortuner 2.4 máy dầu một cầu số tự động ạ. Dầu một cầu số tự động. Sản xuất vào đăng ký năm 2020 ạ. 2020. Máy dầu của Fortuner thì nó cũng là số 1 rồi các bác nhá. 2020. Một chủ sử dụng giữ gìn từ mới. Chiếc xe được trang bị cam hành trình, phim cách nhiệt và một số cái món đồ chơi trên xe. Và Trung Tư Auto cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra mức mong muốn là 9XX cho chiếc xe này. Và để cụ thể hơn, mong rằng các bác hãy gọi điện đến số hotline của Trung Tư Auto 0975 79 tứ quý 2
đúng không ạ? Rồi. Ok, hoặc là số điện thoại chạy trên màn hình các bác nhá, chạy trên màn hình. Cũng là một số của chúng tôi tu. Tiếp tục chúng ta đến với chiếc màu lâu tiếp theo ạ. Fortuner, đây là một chiếc máy xăng các bác nhá. 2.7 máy xăng một cầu số tự động, sản xuất và đăng ký năm 2017, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia 2017. Đó. À, chiếc xe này rất nhiều các nâng cấp, ví dụ như bác chủ mới thay cái dàn lốp mới. Dàn lốp mới ạ. Rồi. Ok. Dàn lốp mới này, cảm biến áp suất lốp này, màn hình Android này, cam 360 này, cam hành trình này. Wow, phim cách nhiệt này, rất nhiều những món đồ chơi trên xe. Và các bác là chủ nhân tiếp theo thì sẽ là người được thừa hưởng đâu đó cũng phải tầm mấy chục triệu cho 30-40 triệu cho những cái trang bị trên, đúng không ạ? Đó là cái cũng là một cái hay của xe đã qua sử dụng các bác nhá. Rồi. Ok, và chiếc xe này thì chúng tôi Auto đưa ra một cái mức mong muốn mà vô cùng hấp dẫn ạ. Máy xăng 2.7 2017 ạ. Nó chỉ tầm 8 đồng thôi ạ. Tầm 8 đồng thôi. Các bác đã có thể lấy được chiếc xe này rồi, chỉ tầm 8 đồng thôi. Ok. Và Trung Thực Auto vô cùng tự tin với những sản phẩm của mình. Vô cùng tự tin nên luôn luôn là được rất là kính mong và kính mời các bác qua xem xe và lái thử ạ. Đấy. Hãy đến Trung Thực Auto thử một lần tại địa chỉ 495 Hoàng Quốc Việt để cảm nhận về phong cách, về con người, đúng không ạ? Về sản phẩm cũng như là dịch vụ của Trung Thực Auto. Và ở đây có một điểm hay, đó là trong cùng một phân khúc thì có rất nhiều mẫu xe cho các bác lựa chọn. Các bác có thể lái thử là Fortuner, Santa Fe, CX-5, Outlander, rồi Parero Sport, nhiều lắm, Sorento, rất nhiều mẫu xe cho các bác có thể lái thử. Ok, chúng ta cùng đến với một chiếc tiếp theo nhá. Fortuner, máy dầu một cầu số sàn ạ. Đây là phiên bản số sàn nè. Số sàn, một chủ sử dụng giữ gìn từ mới ạ. Một chủ số sàn sản xuất 2019. Một chủ sử dụng giữ gìn từ mới 2019. Số sàn mà màu trắng, rất đẹp. Rồi, chiếc xe thì nguyên bản là ghế lỉ, bây giờ thì đã được bác chủ trang bị bộ ghế da rất đẹp, đúng không ạ? Ghế lỉ bọc da. Rồi, đã được trang bị phim cách nhiệt và Trung Tư Auto cũng đã cân nhắc kỹ lưỡng khi đưa ra mức mong muốn là 8XX cho chiếc xe này. 8XX. Tiếp tục chúng ta đến với chiếc Fortuner, giống hệt chiếc bên màu trắng bên kia, thì đây là chiếc 2.8 máy dầu 2 cầu số tự động ạ. Giống hệt chiếc màu trắng. Hai chiếc chả khác nhau gì, khác mỗi màu. Chiếc này cũng được sản xuất năm 2018, đúng không ạ? 2018. Mới lăn bánh năm 2019. Tức cả mới lăn bánh được có 3 năm rồi ạ. 3 năm. 2019 các bác nhá. Một chủ sử dụng giữ gìn từ mới. Và chủ nhân cũng là một bác ở Hà Nội đã yêu mến và để lại chiếc xe này cho Trung Thực Auto, đúng không ạ? Chủ nhân chiếc xe ở Hà Nội các bác nhá. Rồi, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Nhập khẩu Indonesia. Một chủ sử dụng giữ gìn từ mới. Lăn bánh năm 2019 ạ. Đã được trang bị bộ phim cách nhiệt vô cùng xịn, trị giá 22 triệu đồng. Và mức mong muốn của Trung Thực Auto sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng thị trường chỉ là khoảng 1 tỏi thôi các bác nhá. 1 tỏi. Và cuối cùng, một chiếc 2.4 máy dầu một cầu số sàn. Màu lâu ạ, màu lâu. Đúng không ạ? À, và chiếc này thì lại giống hệt chiếc này các bác nhá. Một cặp luôn cho các bác lựa chọn. Đấy, còn 2.8 cũng một cặp cho các bác lựa chọn. 2.8 một đen một trắng. Máy dầu một cầu số sàn thì một đen một trắng. À, một lâu một trắng. Tha hồ cho các bác lựa chọn. Đấy, giống hệt chiếc trắng. Rồi. Chiếc này sản xuất và đăng ký năm 2019. 2019. Máy dầu một cầu số sàn. Chiếc xe này thì có số km nguyên bản theo xe là 6,2 vạn km trong vòng 3 năm. Tức là 1 năm đi có 2 vạn thôi, là số km đi cực ít đối với một chiếc máy dầu, đặc biệt lại còn số sàn các bác nhá. Máy dầu số sàn đi quá ít luôn ạ. Rồi, xe đã được trang bị phim cách nhiệt, độ đèn bi xê lông, đúng không ạ? Ghế lỉ thì cũng đã được bọc da, trang bị ghế da rồi. Vâng, như vậy là 3 năm, một chiếc xe rất mới. Và xin được gửi lời chúc tất cả đại gia đình các bác lời chúc sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở video lần sau.